vì em anh nguyện là bầu trời nắng hà, dù cho bão tố mưa xa anh vô tình hái một nhành hoa tặng em. Có mặt tại đây thì chúng tôi cũng rất hân hạnh và vui mừng khi được trân trọng giới thiệu với quý vị có sự hiện diện của các đại biểu ngày hôm nay trở về tham dự chúng tôi, và xin được trân trọng giới thiệu với quý vị về dự với buổi lễ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại hội liên hiệp phường Nam Tiến ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có bà Vũ Thị Luyến, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Nam Tiến, đại biểu quý vị nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị về đại diện cho các ban ngành tổ dân phố giữa. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Hùng,
Bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận, tổ dân phố giữa đã đến để nhiệt liệt chào mừng. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị đại diện cho câu lạc bộ. Chúng tôi giới thiệu bà Thanh Sắc, chủ câu lạc bộ Sắc Vân Đăng Thanh Sắc ngày hôm nay. Thì quý vị nhiệt liệt chào mừng. Và thưa quý vị, về dự với buổi lễ, chúng tôi cũng xin được trân trọng có sự hiện diện của các câu lạc bộ, các thành viên của các câu lạc bộ Sắc Vân Đăng trong thành phố Phổ Yên nói chung và những huyện Phú Bình và Sông Công. Ngày hôm nay quý vị chúng ta cũng đã dành thời gian trở về đây để chúc mừng cho những tài trợ của chúng tôi. Và không thể thiếu đó chính là sự hiện diện của những người thân yêu trong gia đình và các học viên, những người yêu những cái đẹp, yêu nghệ thuật. Và ngày hôm nay quý vị chúng ta cũng đã có mặt đông đủ tại đây. Và chúng tôi rất mong quý vị hãy dành cho chính quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón quý vị ngày hôm nay có mặt tại đây. Xin mời. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được đặt trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu sự hiện diện của bà Vũ Thị Luyến, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Tiến, cùng trở về phát biểu chúc mừng. Xin trân trọng. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể thành viên câu lạc bộ, rất là vui mừng và phấn khởi cho tôi hôm nay được thay mặt cho các chị em trong ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Tiến về dự và chúc mừng buổi ra mắt câu lạc bộ của đồng chí Sắc. Lời đầu tiên tôi cũng xin phép được gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các thành viên câu lạc bộ lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, chúc cho chương trình của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các thành viên câu lạc bộ, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phổ Yên, sự chỉ đạo sát sao trong thực hiện nhiệm vụ của thường trực Đảng ủy phường Nam Tiến, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã chỉ đạo sát sao đối với các chi hội trong việc đẩy mạnh thành lập các mô hình câu lạc bộ để thu hút vận động chị em hội viên tham gia sinh hoạt hội. Đối với đồng chí Sắc là một trong những cán bộ hội đã có thời gian tham gia công tác rất là nhiều năm. Bản thân đồng chí cũng là một cán bộ hội rất là nhiệt tình, tâm huyết, có đam mê, có nhiều cái nguyện vọng cống hiến cho hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ của phường. Và kết quả hôm nay thì đồng chí đã thành lập được cái câu lạc bộ mang tên mình. Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Tiến thì chúng tôi rất là mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cống hiến, sẽ tiếp tục là đem cái sở trường của mình để làm sao mà xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng mong muốn là tất cả các thành viên, các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Nam Tiến nói riêng và tất cả các chị em trên mọi miền, chúng ta có cùng một sở thích, nguyện vọng thì chúng ta sẽ đăng ký tham gia để làm sao mà câu lạc bộ ngày càng phát triển. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời các chị em trong cơ quan ủy ban phường Nam Tiến, các chị em trong ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, chúng ta cùng trở lại anh nguyện lau trời nắng hạ, dù cho bão tố mưa xa, anh vô tình hái một nhành hoa tặng em giữa ánh nắng ban mai. Dừng lại một chút thôi để thăm đôi bầu trời có hai ta thôi. Ở toàn dân tộc Việt Nam, từ nông thôn đến
thành thị, gọi tổ dân phố, gọi là mọi nhà bản từ vùng sâu vùng xa đến thành phố chúng ta đều hân hoan tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Và chính câu lạc bộ này và các phong trào văn hóa thể thao văn nghệ là những cái phong trào gắn kết và đoàn kết được mọi tầng lớp xã hội. Vậy không phải nói gì hơn, hôm nay đại diện cho ban công tác mặt trận tổ dân phố nữa cho phép tôi kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thành viên các câu lạc bộ chúng ta đang dưỡng sinh và từng bộ đã được chỉ mạng về cao hơn, luôn có một sức khỏe mạnh khỏe hạnh phúc. Nhanh hoa tặng em, tặng em gió tung bay, dừng lại một chút thôi để thăm đôi bầu trời có hai ta thôi. Chúc mừng cầu một năm bình an, ấm no
tháng xuân nào ai có ngờ. Phố trong vai kề vai, phố trong tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng thì say đôi. Tình yêu như ánh nắng chiếu ấm áp tim ta tình cờ, tình yêu như gió say bóng cuốn lắc lòng ai có ngờ. Phố trong vai kề vai, phố trong tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng thì say đôi. Phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng thì say. Câu lạc bộ Vũ Bình, câu lạc bộ Súc Lan Thổ Yên, câu lạc bộ Súc Lan Quảng Trường Phạm Xuân đã biểu diễn
cho bão tố mưa xa. Anh vô tình hái một nhành hoa tặng em, tặng em giữa ánh nắng ban mai. Dừng lại một chút thôi để thăm đôi bầu trời có hai ta thôi. Xinh dịu dàng trên môi, cho tim anh dùng đôi môi rồi. Trời xanh với mây đẹp tươi tươi, từ mắt thôi lại tươi. Vì em, vì em, anh vẫn là một trời nắng hạ. Dù cho bão tố mưa xa, anh vô tình hái một nhành hoa. Tặng em, tặng em. Dừng lại một chút thôi để đắm đuôi bầu trời thôi. Khi xuân về, lòng non đưa mình đón nắng, đón mùa xuân ghé qua. Dùng bậc thang từ xa xa, xin đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân, đơn giản như biển bình. Ai cũng sẽ đem một lần đến nơi Tây Bắc khi xuân về. Bằng
lời mời của câu lạc bộ Sông Bạch Đằng Thanh Sắc chúng tôi trong cái ngày khai trương của mình. Thì chúng tôi được đón nhận sự hiện diện của những câu lạc bộ đến từ những quê hương Phú Bình. Và ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu với quý vị, chúng ta cùng đến với tiết mục tiếp theo, đó chính là phần trình diễn của các vũ công qua tiết mục Summer Dance tình cờ câu lạc bộ Summer Dance Phú Bình của Gia Linh ngày hôm nay. Và quý vị một tràng hoan tay thật lớn về chúc mừng và cảm ơn các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.